Thưa quý vị, bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi nguy cơ xâm hại qua môi trường mạng hiện là một trong những vấn đề được các bậc cha mẹ quan tâm. Làm thế nào để hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của môi trường mạng đối với trẻ em là bài toán cần sự chung tay của cả cộng đồng xã hội với sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị chức năng. Từ tháng 6 năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã công bố đường dây nóng hỗ trợ bảo vệ trẻ em tại thành phố Đà Nẵng qua Tổng đài Dịch vụ Công Đà Nẵng, Tổng đài 1022. Tổng đài tiếp nhận thông tin phản ánh và tư vấn về bảo vệ trẻ em qua 4 kênh, gồm Tổng đài 0236-1022 nhánh số 6 hoạt động tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày lễ. Cổng góp ý Đà Nẵng https://gopi.danang.gov.vn. Tại chuyên mục Bảo vệ trẻ em, fanpage Zalo Tổng đài 1022 Đà Nẵng, chuyên mục Bảo vệ trẻ em, fanpage Facebook Tổng đài 1022 với ứng dụng chatbot tương tác cung cấp thông tin tự động. Là một trong những đơn vị tham gia tiếp nhận giải quyết các vụ việc về trẻ em, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố cũng đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Trong cái bối cảnh dịch bệnh COVID-19, các hoạt động của trung tâm tập trung chủ yếu là qua hình thức trực tuyến. Công tác truyền thông thì được thực hiện qua các cái trang website, các cái trang fanpage của trung tâm để đăng tải và chia sẻ thông tin, tài liệu, vân vân để truyền thông đến với trẻ với các cái chủ đề như là phòng chống dịch bệnh COVID-19, kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Nằm trong khuôn khổ dự án bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi nguy cơ xâm hại qua môi trường mạng, đây là những hình ảnh từ cuộc thi thiết kế làm lịch để bàn, lịch treo tường được Tổ chức Tầm nhìn Thế giới World Vision triển khai vào đầu năm 2021. Cuộc thi nhằm khuyến khích các bạn trẻ phát triển kỹ năng sáng tạo, lồng ghép với những nội dung liên quan đến kỹ năng sử dụng mạng xã hội. Kết quả, ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng của các bạn trẻ với nhiều khẩu hiệu được biến tấu thành những đoạn vè, đoạn thơ rất dễ nhớ, dễ đọc. Mùa dịch này là các em sử dụng Internet, thời gian cho em sử dụng Internet rất là nhiều. Như các em học online, giải trí trong cái khoảng thời gian giãn cách xã hội này, thì nó cái việc mà dùng nhiều như vậy thì nó cũng có sự mất kiểm soát. Dẫn đến có nhiều cái nguy cơ trên môi trường xảy ra trên môi trường mạng, ví dụ như các em sẽ bị rò rỉ thông tin nè, bị xâm hại qua môi trường mạng, bị đưa những cái hình ảnh của mình lên để hăm hù dọa của những kẻ xấu. Còn đây là một buổi tuyên truyền lưu động của các tình nguyện viên của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới rong ruổi trên các tuyến đường chính đến từng nhà để phổ biến các nội dung liên quan đến bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Bởi nhiều bậc phụ huynh vẫn còn khá mơ hồ về những tác động của môi trường Internet đối với con em mình. Chúng ta thường thấy là cha mẹ thì đi làm, thì ở nhà thì giao phó mặc cho các con ở nhà, thì tần suất sử dụng Internet của các con, các cháu rất là nhiều. Và cũng vì những nội dung đó thì đối với các hội phụ nữ quận Hải Châu nói chung cũng như các hội phụ nữ của các phường nói riêng thì cũng tổ chức những cái đợt sinh hoạt mà tạo những sân chơi cho các em. Ví dụ như trong thời gian vừa qua chúng tôi tổ chức những cái cuộc thi trên mạng Internet, đó là gia đình với cái công tác phòng chống dịch hoặc là cái công tác tuyên truyền truyền thông về công tác phòng chống dịch trên mạng Internet. Và cũng thông qua mạng Internet đó thì các em cũng tiếp cận với Internet nhưng mà với cái góc độ khác, đó là công tác tuyên truyền, công tác truyền thông hoặc là tham gia tìm hiểu với những vấn đề liên quan đến mạng xã hội. Có thể khẳng định, việc đa dạng hóa các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng sẽ góp phần tạo nên tấm lá chắn vững chắc để hỗ trợ các em tránh những tác động tiêu cực. Bên cạnh đó, phụ huynh vẫn luôn cần có sự giám sát chặt chẽ, hướng các em cách chọn lọc những thông tin trên môi trường Internet để phát huy những mặt tích cực.